các thửa đất vẫn đang tấp nập chia tách, được giao bán như một dự án bất động sản chuyên nghiệp, gây nhiễu loạn nhiều vùng quê yên ả. Và như quý vị có thể thấy là chính chủ đất đã tự mở một con đường ở đây, sau đó chia những cái lô đất bên cạnh thành những lô đất nhỏ để bán. Có diện tích từ 60m² và có giá bán từ 15 đến 20 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là một lô đất có giá khoảng trên dưới 1 tỷ đồng. Và thực tế là có rất nhiều nhà đầu tư ở xung quanh khu vực Hà Nội đã quan tâm đến những cái lô đất như thế này. Lâm Đồng, Bình Phước, Hà Nội lần lượt ban hành văn bản tạm dừng phân lô tách thửa. Thị trường bất động sản liệu có lặng sóng trở lại? Vâng, thưa quý vị, 3 năm trở lại đây thì hình ảnh các thửa đất được phân lô, tách thửa vuông vắn và sắc cạnh như thế này đã trở thành một phong trào đầu tư mới và lan khắp các tỉnh thành. Thế nhưng đây cũng là nguồn cơn gây nhiễu loạn và méo mó thị trường bất động sản, khiến cho giá đất bị thổi lên ở khắp nơi. Vụ việc của công ty địa ốc Alibaba tự vẽ dự án ma không có thật, phân lô trên nền đất nông nghiệp, bán cho hàng nghìn nhà đầu tư, vẫn còn chưa lắng xuống. Thì từ đầu năm cho đến nay, tình trạng này lại tiếp diễn tại nhiều tỉnh thành. Xuất hiện các dự án ma từ phân lô tách thửa. Các tổ chức và các cá nhân thì đứng ra mua gom đất nông nghiệp với số lượng lớn, sau đó thì tách nhỏ các thửa đất rồi rầm rộ chào bán ở trên thị trường. Một số trường hợp đã thực hiện thành công việc tách thửa, xin chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang thành đất ở. Tuy nhiên thì rất nhiều vụ việc từ chuyển đổi và tách thửa bất thành khiến cho các nhà đầu tư cũng lao đao theo. Đất thì không có, mà tiền thì cũng chưa đòi lại được. Vâng, vào thời điểm vụ việc công ty địa ốc Alibaba bị phanh phui thì ngay tại Hà Nội, cách đây chỉ vài năm trước thôi, chúng tôi cũng đã phản ánh một trường hợp dự án ma khác tại xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Công ty Cổng Vàng đã tự vẽ một dự án trên nền đất nông nghiệp, chia nhỏ thành nhiều lô đất, sau đó thì bán cho khoảng 70 khách hàng. Tuy nhiên sau đó thì công ty không tiến hành việc phân lô tách thửa theo đúng với cam kết và chiếm đoạt tiền của khách hàng. Đầu tháng 3 vừa qua, Viện Kiểm soát Nhân dân Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố tổng giám đốc của công ty này và 3 bị can cùng về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nhà đầu tư thì hiện vẫn đang mắc cạn tại dự án này. Sau hơn 2 năm quay trở lại, khu đất từng được quảng cáo là dự án bất động sản với cái tên mỹ miều Hồ Vàng Golden Lake vẫn là một vườn cây ăn trái sum suê như thế này. Còn những nhà đầu tư thì họ vẫn chưa đòi lại được khoản đầu tư tiền tỷ của mình từ cách đây vài năm trước. Tin tưởng môi giới, cách đây vài năm trước, vợ chồng chị Thoan đã mua một lô đất tại nơi được quảng cáo là dự án Golden Lake này một cách chóng vánh. Chị đã nộp cho công ty tự xưng là chủ đầu tư hơn 800 triệu đồng và tới nay mới đòi được 45 triệu. Chủ đầu tư bị bắt là bà Bạch Thị Thu Hường ấy, bị bắt vào năm 2019. Và đến nay và đã là tháng 3 của năm 2022, vụ án của chúng tôi thì mới đang dừng ở mức là hồ sơ đang để ở tòa. Nên là mong muốn của các nhà đầu tư chúng tôi và các nhà bị hại là rất là mong muốn là các cơ quan chức năng vào cuộc và thúc đẩy cho vụ án để giải quyết nhanh, để lấy lại được tiền về. Các bạn là những nhà đầu tư sáng suốt ấy, thì chúng ta cũng nên tìm hiểu. Bởi vì qua cái vụ án thì chúng tôi mới rút ra được kinh nghiệm là thời gian tìm hiểu của mình cũng quá ngắn. Kết hợp với lại mình tin tưởng vào sàn quá là nhiều, cho nên là các kiến thức thông tin thì là mình cũng chưa được nắm rõ. Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km. Vài năm trở lại đây đã trở thành điểm đến lý tưởng của giới buôn đất, với nhiều trường hợp phân lô tách thửa tấp nập. Vị chủ tịch xã cho biết, danh sách hồ sơ đã được tách thửa chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, đất trồng cây lâu năm sang thành đất ở. Chỉ tính riêng mấy tháng đầu năm nay đã dày cộp như thế này. Tuy nhiên, càng tách thửa nhiều, địa phương lại càng thêm đau đầu. Nó chỉ là cái đất ở nông thôn. Thì sau khi họ nhận chuyển nhượng xong, họ tách thửa giao bán trên cái mạng xã hội là cái dự án nọ, dự án kia, dự án phân lô bán nền thì thực tế nó không có. Mà chính đây nó gây lên những cái là phức tạp cho địa phương về công tác quản lý, bởi là thực tế là cũng không biết người chủ là hiện nay nó đang ở đâu nữa. Cuối tháng 3 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có văn bản yêu cầu tạm dừng chia lô tách thửa đối với các đất liên quan tới đất nông nghiệp có diện tích lớn hơn 500m². Đại diện chính quyền một số xã ở vùng ven Hà Nội cho biết, hy vọng văn bản này sẽ làm dịu sóng đất, trả lại sự bình yên cho các vùng quê. Và không chỉ tại Hà Nội thì như chúng tôi đã thông tin, một loạt các tỉnh thành đã lần lượt ra văn bản tạm dừng việc phân lô, tách thửa để ngăn chặn tình trạng sốt đất.
Trước đó thì một số điểm nóng như là Vân Đồn, Quảng Ninh hay là Phú Quốc, Kiên Giang cũng đã tạm dừng phải cấm việc phân lô tách thửa trong một thời gian nhất định để ổn định thị trường. Theo các chuyên gia thì cũng cần phải có những giải pháp tổng thể hơn để ngăn chặn hiện tượng đầu tư nhiều bất cập này. Thời gian qua, việc đi gom đất rồi tách thửa phân lô diễn ra rầm rộ. Nhiều lô đất chỉ để mua đi bán lại kiếm lời, không phải để đầu tư sử dụng lâu dài. Đây cũng chính là một trong những cái hành vi mà chúng tôi cho rằng là lách luật, mà chúng tôi cũng vẫn gọi nó, tức là đây đang tạo ra những cái loại hàng hóa lậu, không phải là những dự án chính thống mà được nhà nước phê duyệt quy hoạch và phê duyệt dự án đầu tư. Mà siết chặt cái phân lô bán nền ấy, nó nhằm đảm bảo cho cái việc là nguồn hàng đưa ra thị trường nó đúng và đủ pháp lý, đảm bảo cho cái thị trường ở đây là nó đúng đủ phù hợp với nhu cầu chứ không bị ảo theo cái dòng tiền nó chảy. Mặc dù đồng tình với việc siết phân lô tách thửa, nhưng các chuyên gia cũng cho rằng việc siết không nên thực hiện theo cách đánh đồng mà cần được thực hiện có sự linh hoạt. Không nhất thiết phải quy hoạch thành là khu vực lớn, thành là dân cư lớn. Nhưng nếu như nó lại xảy ra ở cái khu vực mà ở đó mật độ dân cư nó vô cùng đông đúc, vô cùng chật chội, cơ sở hạ tầng chưa đáp được yêu cầu, dứt khoát chúng ta không cho phép làm việc đó. Trên chỗ này là phải rà soát và đánh giá kỹ lưỡng hơn. Ngoài ra, việc siết phân lô tách thửa chỉ là giải pháp mang tính tạm thời, vì thực tế pháp luật hiện nay không cấm hoạt động này. Vì vậy, giải pháp lâu dài cần phải xây dựng công cụ thuế đối với việc đầu cơ đất đai chỉ để bán sang tay mà không đưa vào sử dụng. Vâng, theo ghi nhận thì trong tuần qua, ngay sau khi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ban hành văn bản siết phân lô tách thửa, tình hình đi mua gom đất nông nghiệp rồi tìm cách chia nhỏ đã tạm thời lắng lại. Thậm chí là một lô đất có diện tích trên 500m² còn được giao bán giảm giá nhẹ từ 1 đến 2 triệu đồng một mét vuông. Thực tế, theo chia sẻ của các nhà đầu tư có kinh nghiệm ở trên thị trường, thì những lô đất được phân lô nhỏ như thế này chưa chắc đã thật sự có tiềm năng tốt như quảng cáo. Bởi để có hiện trạng này thì mảnh đất đã qua nhiều nước, tức là giới mua đất đã mua gom giá rẻ rồi đầu tư làm vài hạ tầng đơn giản, sau đó thì nâng giá lên cao gấp từ 3 cho đến 4 lần so với giá mua ban đầu từ người dân địa phương. Và thực tế là nhiều lô đất mua xong rồi bỏ hoang đó, hoàn toàn không có người đến ở, gây lãng phí rất lớn cho tài nguyên đất.